Rồi chào các bạn ạ, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách kích hoạt cái chế độ boost thanh điều hướng ở trên điện thoại Samsung nha các bạn. Thì một số máy khi về đó các bạn, khi mình dùng á thì nó sẽ có ba cái nút ở dưới đây ha, ba cái nút này nè, thấy không? Thì mình không muốn dùng cái nút đó mà mình dùng chúng ta tác chạm boost đó để mà có thể sử dụng nó mượt mà hơn, nó nhìn nó oai hơn ha. Thì mình vô phần cài đặt này, sau đó mình tìm đến cái mục màn hình, rồi tìm đến cho mình cái mục là phía dưới nè, nó có cái mục là thanh điều hướng, thấy không? Mình chọn cho thanh điều hướng với mình đó. Trong thanh điều hướng này thì nó đang ở trạng phím nè, phím mình sẽ có hiện ba cái phím ảo cho mình đó. Thì mình chọn qua phần thanh điều hướng, rồi cái thanh điều hướng thì mình sẽ thấy nó nhìn cái giao diện nó gần như là giống iPhone ha. Lúc đó mình sẽ không có dùng các phím đó mà mình dùng giao diện vuốt, rồi đó mình cứ dùng vuốt lên, không muốn thì mình tháo lên. Còn khi mà mình đang dùng cái gió mình muốn trở ra thì các bạn cứ bấm nút trở ra thôi, bút bút qua bên đây nè đó. Rồi đó là cái cách thao tác bút, giao diện bút nha. Thì nó rất là tiện, mình gần như là mình đa số máy nào mình mua về cũng như là Xiaomi hay là Samsung mình đều dùng tính năng này, chứ mình không có muốn dùng cái kiểu cổ xưa là ba cái phím nữa. Kiểu đó thì dành cho mấy người gọi là lớn tuổi thôi, không có quen các thao tác bút, còn mình trẻ thì mình cứ sử dụng ha. Rồi cảm ơn các bạn.